Vào hôm qua tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới World Bank đã công bố báo cáo sống lâu và thịnh vượng hơn, già hóa dân số khu vực Đông Á Thái Bình Dương. Theo báo cáo, Việt Nam đang trở thành một trong số các quốc gia có tốc độ dân số già hóa nhanh nhất thế giới. Trong hai thập niên qua, Việt Nam đã được hưởng lợi tức dân số, có nghĩa là kinh tế tăng trưởng tốt nhờ lợi thế từ cơ cấu dân số trẻ, số người trong độ tuổi lao động nhiều. Tuy nhiên, lợi tức này đã được sử dụng gần hết vì số người trong độ tuổi lao động đã đạt đỉnh vào năm 2013 và đang bắt đầu giảm xuống. Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, số người trong độ tuổi lao động sẽ bắt đầu giảm nhanh chóng từ năm 2035. Cụ thể, Việt Nam đã đạt tới điểm ngoặt trong quy mô dân số già. Số lượng người Việt Nam trên 65 tuổi sẽ tăng từ 6,3 triệu người lên 18 triệu người vào năm 2040, tức là dân số già sẽ chiếm 18% dân số Việt Nam. Già hóa dân số sẽ để lại những hậu quả khắc nghiệt liên quan đến những chính sách phúc lợi cho người già, chăm sóc y tế cho người già cũng như gây áp lực lên cơ cấu lao động. Tuy nhiên, vấn nạn này không phải chỉ của riêng Việt Nam. Cũng theo báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới, tại khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, hiện nay có khoảng 211 triệu người cao tuổi, chiếm 36% tổng số người trên 65 tuổi của thế giới.